Chào mừng quý vị và các bạn đến với V.League World. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ Phan Đình Vũ Hải, một thủ môn tài năng nhưng sự nghiệp lại nay đây mai đó. Cùng lắng nghe chia sẻ của Janclecio trong mùa giải thứ 2 tại V-League trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phan Đình Vũ Hải sinh ra tại Hà Tĩnh, tập bóng đá tại Nghệ An, thi đấu chuyên nghiệp cho Hải Phòng. Không lâu sau, anh được cho Sông Lam Nghệ An mượn, rồi lại đến Than Quảng Ninh sở hữu cầu thủ này. Nói không quá, sự nghiệp của Vũ Hải thật lắm thăng trầm khi phiêu bạt khắp nơi. Một tình huống tổ chức tấn công của Quảng Nam. Bóng lên chân của Claudia không vào. Phan Đình Vũ Hải đã cứu thua cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Khung thành của Hải Phòng đang đối diện với một quả đá phạt hết sức nguy hiểm. Không vào, vẫn không vào. Hai pha cứu thua liên tiếp vô cùng ấn tượng của Phan Đình Vũ Hải. Vũ Hải trong 2 năm qua luôn là chốt chặn đáng tin cậy trong những câu lạc bộ anh khoác áo. Sự nghiệp mà Phan Đình Vũ Hải lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Ra từ nhỏ thì cho đến năm lớp 11 thì nói đúng ra là em không hề dính dáng gì đến bóng đá cả. Lớp 11 thì trường có tổ chức giải của trường, giải hồi khỏe của trường. Thì lúc đấy thì em là lớp trưởng mà. Thế nên tất tật các bạn trong lớp đều lên đá hết. Cho nên bây giờ không có ai làm thủ môn, không có ai chịu thủ môn cả. Em là lớp trưởng thì em phải như kiểu là con tốt, dí tốt vào đấy, gọi là cho đủ vị trí. Mà năm đấy em, đội lớp em thì vô địch của trường. Nên là thầy thấy bảo là cũng thấy hoàn cảnh gia đình với cả nhiều vấn đề. Cho nên là thầy muốn hướng em đi theo con đường bóng đá. Nên là thầy cũng nhờ người giới thiệu cho lên Sông Lam Nghệ An. Từ đấy em mới quyết định mà cũng bắt đầu là bước chân vào bóng đá. Kể từ khi theo nghiệp thủ môn, Phan Đình Vũ Hải trải qua rất nhiều môi trường khác nhau. Hải Phòng là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của người gác đền này. Dẫu vậy, đội bóng nước cảng cũng chẳng thể là bệ phóng nâng tầm cho anh. Sau khi được cho Sông Lam Nghệ An mượn một năm, trở lại Hải Phòng năm kế tiếp, nhưng đến V-League 2020, Vũ Hải lại khoác trên mình màu áo mới, Than Quảng Ninh. Nếu mà đi được, ở được nhiều đội bóng, mình biết được nhiều đồng đội và nhiều cái chiến thuật lối chơi của đội hoặc là chiến thuật của ban huấn luyện thì mình sẽ trau dồi thêm cho cái khả năng của mình. Em nghĩ là em cũng phải bắt đầu thích nghi lại từ đầu mà để phù hợp với cả lối chơi của đội và cái chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Than Quảng Ninh sẽ là ngôi nhà mới của Phan Đình Vũ Hải. Không chỉ làm quen với những đồng đội mà anh sẽ phải thích nghi phong cách chơi bóng tại đây. Với chiến thuật của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xây dựng, thủ môn cũng là vị trí đòi hỏi phải có kỹ năng xử lý bóng bằng chân thật nhuần nhuyễn. Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An thì không bắt buộc thủ môn phải chơi chân nhiều, nhưng mà đối với Quảng Ninh thì đấy là điều bắt buộc. Truyền bóng như thế nào, phải phát động tấn công như thế nào, phải nói chung là cái đấy là một cái điều mà em bắt buộc em phải thích nghi dần dần và sẽ cố gắng. Em nghĩ là em sẽ cố gắng tập cho mình tốt về cái phong cách như thế, và cái đấy là cũng cái điều tốt cho em mà vì để mình hoàn thiện mình hơn nữa. Thay đổi một phong cách chơi hoàn toàn khác rõ ràng là thử thách không nhỏ dành cho Phan Đình Vũ Hải. Chỉ có khổ luyện và những giọt mồ hôi trong tập luyện thì anh cũng như các đồng đội mới có thể hướng tới kết quả tốt khi thi đấu. Ở đâu thì em cũng vẫn phải cố gắng tập luyện, vẫn phải kiên trì và cố gắng. Nếu có cơ hội được vào sân thi đấu thì mình cố gắng thể hiện hết mình để cho chứng minh cho cái sự người ta đặt niềm tin vào mình. Chỉ có Sông Lam Nghệ An khi Nguyên Mạnh bị chấn thương thì Vũ Hải mới trở thành kép chính. Còn tại Hải Phòng hay Than Quảng Ninh, Phan Đình Vũ Hải luôn có sự cạnh tranh gắt gao. Là Văn Lâm rồi Văn Toàn Còn tại đội bóng đất mỏ thì đó là Huỳnh Tuấn Linh. Anh Linh, anh là đội trưởng, anh là trụ cột của đội thì thực sự là đối với quan điểm của em thì khó thay thế, nhưng mà mình cũng bắt buộc mình cũng phải cạnh tranh, mình cố gắng tập luyện, mình để khi nào mình có cơ hội vào sân thi đấu thì mình sẽ thể hiện được là nếu như không có anh Linh thì mình vẫn có thể tạo niềm tin cho cả ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ trong đội. Tuổi 26, độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng với Phan Đình Vũ Hải, anh vẫn đang kiếm tìm sự ổn định. Sự ổn định mà có thể thêm một mùa giải nữa, người đất đền gốc Hà Tĩnh phải đối diện với nhiều thử thách như một phần một số phận. Một cầu thủ khác tại V.League cũng trải qua môi trường mới sau năm thứ hai thi đấu tại đây, đó là Janclecio. Mùa trước là người của Viettel, giờ anh chuyển đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu giúp tập thể trẻ của tân binh V.League trụ hạng thành công. Chuyển đến chơi cho Viettel ở giai đoạn lượt về V-League 2019, Janclecio đã ngay lập tức chứng tỏ được giá trị của mình nơi hàng thủ. Đã không ít lần, các đội bóng đối đầu với Viettel phải đổi chiến thuật khi bóng bổng đã không còn là vũ khí tốt nhất trước bức tường cao 1m96 này. Tuy nhiên, không lâu sau khi mùa giải khép lại, trung vệ sinh năm 1993 lại bất ngờ phải chia tay đội bóng áo lính theo cách mà đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao. Tôi thực sự cũng không biết lý do vì sao mình lại phải rời Viettel. Khi đó tôi đang nghỉ ngơi cùng với gia đình ở Brazil và không lâu nữa sẽ tập trung cho mùa giải mới thì người ta gọi điện cho tôi và bảo rằng anh sẽ không còn là người của Viettel nữa và bắt tôi đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi đó tôi rất buồn, nhưng biết sao được, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điều trớ trêu là ngay trận đấu đầu tiên cùng đội bóng mới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Janclecio đã phải chạm trán với câu lạc bộ Viettel. Đây là trận đấu mà trung vệ sinh năm 1993 làm tốt vai trò chỉ huy hàng phòng ngự, khiến hàng công Viettel bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, đã có những vấn đề tâm lý khiến Janclecio có màn ra mắt không trọn vẹn. Chạm trán đội bóng cũ cũng là trải nghiệm không vui chút nào. Ở Viettel, tôi khá thân với Bruno. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nhưng giờ thì phải đối đầu với nhau. Khá áp lực. Tôi biết Bruno nguy hiểm nên luôn để mắt đến anh ấy. Và thực sự thì tôi đã làm tốt điều đó, nhưng lại để xảy ra lỗi không mong muốn. Tuy nhiên, đó là điều bình thường trong bóng đá. Tôi đã từng có trải nghiệm còn tệ hơn khi thi đấu ở Viettel. Đó là trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An. Tôi nhận 2 thẻ vàng trong 3 phút và phải rời sân. Kết quả, chúng tôi thua Sông Lam Nghệ An 1-3. Khi đó tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, nhưng đó cũng là một bài học để mình rút ra cho những trận đấu sau này. Chia tay Viettel, Janclecio tự hiểu rằng đó là sự thất bại. Tuy nhiên, nửa năm gắn bó cùng đội bóng áo lính đã giúp trung vệ người Brazil hiểu nhiều hơn về sự khắc nghiệt của V-League và anh biết mình cần phải làm gì ở đội bóng mới. Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ khi đặt chân đến V-League. Ở quê hương tôi Brazil, bóng đá gọn gàng và kỹ thuật hơn. Ở V-League thì khó hơn vì chủ yếu chơi bóng bổng và cũng nhanh hơn rất nhiều. Đó vừa là lợi thế nhưng cũng là điều tôi cần phải khắc phục. Tôi là mẫu trung vệ có thể hình tốt, tốc độ và nổi trội trong các pha không chiến. Tuy nhiên, trước các cầu thủ Việt có thể hình nhỏ hơn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, tôi phải tập trung nhiều hơn nếu không muốn mắc lỗi. Bên cạnh đó, tôi cần phải cải thiện khả năng bọc lót và đọc tình huống của mình. Tôi vẫn còn nhiều thời gian để khắc phục vấn đề này cùng với các đồng đội. Trong ba ngoại binh người Brazil ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Janclecio là cái tên duy nhất không thể giao tiếp bằng tiếng Anh và đây cũng là trở ngại khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các đồng đội. Không nói được tiếng Anh khiến tôi cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt và tập luyện. Tuy nhiên thì cũng may mắn là huấn luyện viên của tôi rất giỏi. Ông ấy chỉ đạo chiến thuật qua sa bàn rất dễ hiểu. Bên cạnh đó thì các đồng đội, đồng hương cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình cần phải học thêm tiếng Anh để chuyên nghiệp hơn. Phải nói là Gia là một cầu thủ sinh hoạt, trầm và ít nói lắm. Và cậu ấy thì phải nói rất là hiền, nghĩa là cũng chuyên nghiệp. Nói chung đối với tôi thì ba cầu thủ nước ngoài ở Brazil sang với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì tôi thấy các bạn rất là tuyệt vời khi sinh hoạt rất là nghiêm túc và có tính chuyên nghiệp cao. Tôi nghĩ là với tôi thì Gian cũng đã đạt yêu cầu với cái gì tôi mong muốn. Làm quen với môi trường mới thực sự khó khăn hơn tôi nghĩ, nhưng dần dần tôi cũng đã quen. Tôi tin rằng với những kinh nghiệm mình đã có cùng với sự nỗ lực, tôi có thể đóng góp công sức của mình cho đội bóng và chúng tôi sẽ cùng nhau thành công. Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa này, Quảng Nam là đội bóng tiếp theo có một chuyên gia thể lực. Đây là vị trí mà nhiều câu lạc bộ của V.League còn thiếu. Với kinh nghiệm của mình, Philip Naylor được kỳ vọng sẽ cải thiện thể lực cho các cầu thủ của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Tôi là Phil Naylor, quốc tịch Ireland. Tôi từng sống tại Mỹ 13 năm và có một khoảng thời gian thi đấu ở đây và ở quê nhà. Nhưng rồi một chấn thương đầu gối đã khiến cho tôi phải giải nghệ. Kể từ thời điểm đó, tôi tập trung vào công tác huấn luyện. Tôi đã có bằng huấn luyện viên thể lực. Đó là tiền đề để tôi quyết định tới Hàn Quốc làm việc. Tôi nghĩ với kiến thức mình có, tôi có thể đóng góp cho bóng đá. Tôi bắt đầu làm việc tại một học viện bóng đá ở Hàn Quốc. Sau đó, tôi cũng từng có trải nghiệm khác nhau ở những quốc gia như Ireland, Anh, Mỹ hay Châu Phi. Vài năm trước, tôi đã đến Việt Nam. Mới đây, một người bạn của tôi đã giới thiệu với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận và có được với nhau nhiều điểm chung trong công việc. Và giờ, tôi đang ở Quảng Nam. Trước khi có mặt tại đây, tôi từng thất bại với kế hoạch mở một học viện bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi không rời Việt Nam. Với tôi, đây là đất nước của bóng đá. Người dân yêu bóng đá đến cuồng nhiệt ở khắp mọi nơi. Tôi tìm hiểu nhiều hơn về bóng đá Việt Nam thông qua V-League, giải hạng nhất quốc gia, cả cấp độ đội tuyển nữa. Tôi muốn hiểu rõ văn hóa chơi bóng và các cầu thủ tại đây. Văn hóa là điều khác biệt lớn nhất. Bóng đá thì cũng như những nơi khác thôi, chỉ có điều là cách nghĩ và quan điểm thì khác nhau để thực hiện một điều gì đó. Khi làm việc với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, chúng tôi nói về những kế hoạch dài hạn chứ không phải mục tiêu trước mắt. Để thích nghi được với tất cả ở môi trường mới, đó phải đến từ cả hai phía. Tôi vẫn đang từng ngày học hỏi kỹ năng huấn luyện, sự khác biệt về chiến thuật. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể hiểu được truyền tải của tôi từng ngày. Cứ từng bước, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có những tiến bộ, không cần quá nhanh, quá vội. Tôi nghĩ mình phải hiểu cầu thủ nhiều hơn, từng ngày, từng giờ trên sân tập và trong cuộc sống. Mọi người nên cởi mở với nhau, để chúng ta có thể hiểu được cá tính của từng người. Mỗi người đều có sự khác biệt về suy nghĩ trong cuộc sống, những góc nhìn khác nhau trên sân, và chúng tôi phải gắn kết thành một khối. Là một huấn luyện viên chuyên ngành thể lực, nhưng tôi có thể hỗ trợ huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong những công việc chuyên môn khác nhau. Đó là sự trao đổi về chiến thuật mới xây dựng, đến việc nâng tầm thể lực cho các cầu thủ. Việc Quảng Nam đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương không phải là vấn đề lớn. Từ từ, chúng ta sẽ có những giải pháp dành cho họ. Tôi hiểu, huấn luyện viên hiểu, bộ phận y tế của đội cũng vậy. Chúng tôi có những giáo án giúp họ, khi nào các cầu thủ sẵn sàng, chúng tôi mới để họ trở lại thi đấu. Tôi là người có kinh nghiệm, tôi cũng có thể thích nghi dễ dàng với mọi hoàn cảnh. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là người có tư duy rất hiện đại, các thành viên khác cũng vậy. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau thật tốt vì mục tiêu chung. Trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ gặp gỡ Dương Tùng Lâm, thủ môn trẻ có năm đầu tiên được trải nghiệm sân chơi V.League trong màu áo câu lạc bộ Sài Gòn. Thành công tại giải U21 quốc tế 2019 giúp Dương Tùng Lâm gây được sự chú ý với giới chuyên môn trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới. Và câu lạc bộ Sài Gòn trở thành bến đỗ mới của thủ thành sinh năm 1999 ở mùa giải 2020, đồng thời mở ra cơ hội cho Tùng Lâm được tập luyện và thi đấu trong môi trường V-League. Đối với em thì cái giải U21 quốc tế đấy là cũng thật sự là cũng có một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn với sự nghiệp, thế nên là ở mùa giải năm trước em cũng ít được ra sân, nhưng mà em rất cố gắng, rất mong muốn và được ước ao được ra sân nhiều hơn để có thể khẳng định bản thân. Nhận được lời mời từ câu lạc bộ Sài Gòn đến đây thì em cũng rất là bất ngờ vì được một câu lạc bộ đã từng rất nhiều năm ở V-League tham gia rồi mà em chỉ là một cầu thủ trẻ. Cũng chưa được trải nghiệm ở một môi trường mới như này, em cảm thấy rất bất ngờ. Ở mùa giải 2019, Tùng Lâm từng khoác áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, ở câu lạc bộ cũ, Tùng Lâm ít được ra sân, đồng thời không tìm được một vị trí chính thức. Đến với câu lạc bộ Sài Gòn cũng đặt ra không ít thách thức cho thủ môn trẻ, khi đội chủ sân Thống Nhất vẫn đang sở hữu hai thủ môn luôn thi đấu ổn định và giàu kinh nghiệm là Tống Đức An và Phạm Văn Phong. Hết mùa giải 2019 thì là câu lạc bộ Sài Gòn còn lại hai thủ môn Tống Đức An và thủ môn Văn Phong. Nhìn chung là hai thủ môn này trình độ chuyên môn thì chúng tôi khá yên tâm. Thế vì vậy là cũng rất là muốn có một thủ môn trẻ để dự phòng thủ môn số 3 và đặc biệt là em phải có tinh thần cầu tiến. Thì ở đây những tiêu chí này thì Tùng Lâm đáp ứng được. Vì vậy chúng tôi cũng đã tuyển mộ em là thủ môn số 3 của bộ Sài Gòn. 2 tháng tập luyện vừa qua cùng câu lạc bộ mới giúp Dương Tùng Lâm dần thích nghi với cường độ tập luyện của một đội bóng tại V-League. Dưới sự huấn luyện bởi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, tiêu chí đầu tiên ông muốn yêu cầu các cầu thủ trẻ chính là tinh thần cầu tiến và sự sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Vừa rồi là em cũng đã từng bắt U21 và giờ tham gia cái giải U21 quốc tế. Ở đây các cầu thủ trẻ thì danh hiệu xuất sắc là chỉ nhất thời thôi. Cái chính là các em phải có động lực, luôn luôn phấn đấu. Mà cái đấy thì tôi thấy là Tùng Lâm tinh thần tập luyện tốt, cái hướng đấy thì em sẽ còn phát triển. Thật sự cái mục tiêu của em thì trước mắt là chắc chắn là được có một cơ hội để có thể ra sân. Trước mắt chỉ thế thôi, còn đâu là đến đây là một môi trường mới em có thể học hỏi, chỉ là học hỏi các anh trải nghiệm. Một mùa giải V-League 2020 đang chờ đợi Dương Tùng Lâm và các đồng đội. Dù mục đích chính vẫn là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nhưng một năm với bản hợp đồng cho mượn đến câu lạc bộ Sài Gòn cũng là một năm đầy hứa hẹn với thủ thành trẻ sinh năm 1999. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại V-League World tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!